Đầu clip mình sẽ tặng cho một bạn là một cái áo gọi là 34 đa quý anh em này. Đây, bạn là Trường Su Bom TV này. Chúc mừng anh em đã nhận được phần quà trên kênh Hùng DZ TV. Đấy, anh em nào muốn nhận quà thì nhớ là làm đủ cái bước này trên kênh nhá. Trong video mình sẽ nói đủ các bước cho anh em. Đấy, ok nhá, nhận đã nhận quà rồi em nhá. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Một cái mới chúc anh em làm việc học tập thật là tràn đầy sức khỏe anh nhá. Ok, thì trong clip hôm nay mình sẽ đến cho anh em một cái mảng code mới nhất của ngày là 11 tháng 1 anh em ạ. Đấy, mà code này thì nói chung là có một cái mảng code nó vẫn còn sử dụng được từ gọi là năm trước anh em ạ. Đấy, mà code goodbye. Đấy, mà code này thì đến tới giờ nó vẫn sử dụng được. Anh em nào mà chưa nhập này có thể là nhập vào, xem video nhập vào nhá. Đấy, còn anh em nào mà muốn hóng code mới này thì anh em nhớ là xem hết video để có thể nhận được code mới từ mình. 100% code hoàn toàn mới từ ngày 11 tháng 1 nhá. Code này thì không phải là code từ nhà phát hành mà là code mình đi kiếm được cho anh em. Khá nhiều anh em gọi là bảo mình đi kiếm nên mình cũng đi kiếm giúp anh em thôi. Đấy, anh em cứ bảo mình đi kiếm code siêu xe này, code đá quý này. Thì ngày hôm nay anh em xem biết video này, nhập code là anh em sẽ biết code gì ngày hôm nay nhá. Đấy, thì nói chung là code mình còn khá là nhiều ấy, nên là anh em nào muốn nhận code gì này thì nhớ là comment bên dưới này. Đấy, nói chung là cứ comment bên dưới cho mình thôi, mình sẽ gọi là mình tặng cho anh em. Anh em thích gì mình tặng đấy nhá. Đấy, thì đầu clip anh em thấy mình đã tặng cho một bạn là cái áo rồi. Đấy, cái áo này, nhưng mà anh em nào muốn nhận cái gì mình vẫn có thể tặng tiếp nhá. Đây, mình xem nào. Đây, anh em thích có thể là anh em thích cái mô tô biển này, rồi cái áo này, quần này, rồi mấy cái thứ ba lô đầu, cái ba lô gấu này. Đấy, thích cái gì cứ bảo mình sẽ gọi là mình chiều anh em hết sức có thể luôn. Đấy, ok chưa? Tại vì khá là nhiều anh em cũng hay xin quà mình ấy, mà anh em không comment lại cái gọi là phần quà của anh em. Anh em cứ bảo anh ơi tặng em cái gì cũng được, thế bây giờ mình tặng cho anh em gọi là cái vật tiền sao được đúng không? Đấy, anh em nhớ là comment thích cái gì cứ comment cho mình đi, ngại gì chơi. Đấy, cứ comment cho mình nhá, mình sẽ gọi là mình thấy này và mình sẽ tặng cho anh em. Nói chung là mình duyệt ý, thì anh em không hết được rồi. Đấy, khá là nhiều anh em xin quà từ mình ấy, nên là thời gian tặng quà cho anh em khá là lâu ấy. Anh em sẽ đợi trong vòng là 24 giờ này, quà nó sẽ tự về động về nick cho anh em nhá. Đấy, chứ không nó tặng phát nó không về hẳn được đâu anh em ạ. Tại vì mình tặng khá là nhiều bạn đấy, không biết là lừa được anh em đến lúc nào. Anh em nào hên thì nói chung là tầm tiếng là được rồi anh em, là có quà rồi. Đấy, nói chung là anh em nào muốn nhận cái gì này, muốn có nhiều đá quý như mình này, thì bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh có thể gọi là nick nhiều đá quý mình nhá. Trước khi mình hướng dẫn thì mình sẽ nhập một cái mã code trước cho anh em. Đây, đây một cái mã code từ năm trước nhưng mà đến giờ vẫn sử dụng được anh em ạ. Đấy, mã code này đã qua sử dụng này. Đấy, nói chung là mã code này vẫn sử dụng được, nên là anh em nào gọi là chưa sử dụng thì có thể là nhập vào này. Còn anh em nào mà sử dụng rồi thì thôi. Đây, ngay bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể lấy được nhiều đá quý cho mình nhá. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào. Anh em đang muốn có nhiều đá quý hoặc là tiền sao mà sợ lại không có tiền, đừng lo, hãy đến ngay với shop game2weather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em thao lựa chọn. Ở dưới đây là có một cái vòng quay đá quý, một vòng quay tiền sao cho anh em nè. Đấy, chỉ với giá là 30.000 thôi một lượt quay, anh em có thể là trúng tới hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn đá quý. Đây, ở đây thì nói chung là trong nick mình đang còn lại là 213.000, mình vừa nạp thêm vào 200.000 anh em ạ. Đấy, nói chung là anh em nào mới vào ấy thì anh nhớ là nhấn vào con vịt ở góc trái màn hình ở dưới này để có thể nhận đá quý nhá, nhận đá quý free này. Đây, ở đây thì mình đã nhận rồi nên là nó sẽ thông báo như thế này. Còn anh em nào mà chưa biết cách nạp thẻ này thì bảng nạp thẻ bên đây nhá. Đây, bảng nạp thẻ anh em nhìn ở bên này. Đấy, nói chung là rất là gọi là rất là nhiều mệnh giá cho anh em luôn. Đây, mệnh giá từ 10.000 đến là 1 triệu này. Khi anh em nhập từ 100.000 đến 1 triệu anh em sẽ nhận được theo mốc đá quý theo này. Đây, nhận 100.000 anh em nhận được là 1.500 đá quý này, và nạp 1 triệu anh em sẽ nhận được 30.000 đá quý. Rất là rẻ thôi anh em ạ, nhưng mà anh em nhập lại rất là nhiều đá quý luôn. Đây, ở đây mình chắc là mình sẽ test trước cho anh em một cái vòng quay này. Test cho anh em vòng quay đá quý xem là nó có thể là ra được nhiều đá quý cho mình nhá. Ở đây thì anh em thấy là cái bảng bên trái này không? Rất là nhiều bạn trúng được này, 28.000 này, 14.000 này, rồi 9.999 này. Rất là nhiều luôn anh em ạ. Đây, mình sẽ test luôn với nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nhá. Này, test nào. Xem là có trúng được nhiều không như lời đồn của anh gọi là anh em không. Đây, mình sẽ xem nhân phẩm mình. Ui, nhân phẩm đầu tiên, gọi là nhân phẩm với vòng đầu tiên luôn mà được, rất là được gọi là 999.000 đá quý luôn anh em ạ. Gọi là quá là nhiều đá quý luôn. Nấy này đủ dư sức để có thể là cân tất cả anh em rồi. Đấy, tặng cho anh em rồi. Đây, ui, lại ra 9.999 đá quý anh em ạ. Thôi thế này thôi toàn rồi anh em ạ. Đây, mình sẽ nốt vòng cuối cùng này, xem là ra được bao nhiêu nhá. Vòng này nó ra 9.999 là thôi đấy anh em ạ. À, lần này ra được 14.000.
15.000 đá quý anh em ạ. Nói chung là cũng khá là ngon, 15.000 đá quý là khá là ngon rồi. 30.000 mà được 15.000 đá quý, rất là ngon luôn anh em ạ. Ở đây mình sẽ gọi là về rút về nick của mình ít kim cương đi để về tặng quà cho anh em nhé. Đây, cùng mất nick nè. Đây, đá quý về tu weather nhá. Đây, anh em sẽ gọi là thực hiện này. Đấy, em sẽ đợi nó loát thôi. Bạn vừa rút 9999 đá quý thành công cho ID game Hùng Mất Nick này. Đấy, rất là nhanh thôi anh em ạ. Bây giờ thì anh em chỉ cần vào lại game xem là đá quý đã về nick cho anh em nhá. Rồi ok anh em, thì nói chung là mình vừa ở trong shop ra đây. Đấy, nói chung là mình vừa rút trong shop ra là có tầm khoảng là 10.000 đồng cương thôi anh em ạ. 9999 này. Thì anh em nào gọi là muốn nhận đá quý thì mình thể đến ngay với shop nhá. Đường link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em có xuống phía dưới này, gọi là nhấn vào đường link, nó sẽ dẫn anh em tới thẳng trang chủ của shop luôn. Đấy, nói chung là quà thì mình không có nhiều đâu, nhưng mà xong clip này thì mình sẽ gọi là tặng hết cho anh em luôn. Cố gắng tặng hết cho anh em, không hết thì mình lại rút kim cương về tặng tiếp cho anh em nhá. Lúc nào hết thôi, ok chưa? Đấy, anh em xin quà rồi mình ấy, chiều chuộng fan thế này mà anh em không chịu nhấn like lên cái kênh cho mình này thì nó là hơi phí đúng không anh em? Đấy, hơi phí cho gọi là một cuộc gọi là tặng quà cho anh em. Đấy, anh em nào muốn có gì nhớ là comment phía dưới nhá. Ở đây mình đang có là 17.985 đá quý này. Đấy, khá là nhiều đá quý luôn, nên là anh em nào muốn nhận gì cứ comment phía dưới nhá. Đấy, không phải lo gì hết, cứ comment thôi, mình tặng cho anh em tất nhá. Đây, thế nói chung là một cái mã code thì ngay bây giờ đây mình sẽ đếm lên cho anh em một cái mã code mới này. Một cái mã code này là một cái mã code từ siêu xe anh em ạ. Siêu xe của gọi là cái gì nhỉ? Siêu xe vàng anh em ạ, siêu xe cũng kiểu như là cái Lamborghini ấy. Đấy, không biết là anh em biết cái mã code này không? Mã code này là mã code mình đi thu thập được, nên là anh em nào gọi là không biết thì có thể là nhập vào nhá. Đây, anh em sẽ nhập một mã code này. Đây, thì mã code của chúng ta ngày hôm nay rất là ngắn thôi, nó chỉ thế này thôi anh em ạ. Mà code này như là mình thấy là người ta bảo là mà code tự kiếm ra ấy. Đấy, mà code bên server nào ấy, mấy ông kiểu như là mấy cái ông hay đi kiếm code ấy, ông ấy kiếm ra được thì ông ấy gọi là ông ấy đưa cho mình và mình đi gọi là mình đưa lại cho anh em. Đấy, hợp lý chưa? Khá hợp lý luôn em nhỉ. Nên là anh em nào mà không biết mà code này muốn có siêu xe mà 14.000 đá quý hay 12.000 nhỉ. Đấy, nói chung là có siêu xe trên 10.000 đá quý thì anh em nhớ là xem kỹ video này và nhận code từ mình nhá. Đây, siêu xe 2022 rất là ngắn thôi, anh em xem kỹ đi, chắc chắn sẽ nhận được siêu xe từ mình. Nói chung là mã code này nó cũng rất hạn lượt nhập đấy, nên là anh em nào xem sớm này nhớ là vào nhập nhanh giúp mình nhá. Nhớ là vào nhập nhanh giúp mình, không đến lúc là hết hạn này hết lượt nhập này thì anh em nhớ là đừng có kêu mình nhá. Rồi ok, thì chắc là clip mình cũng khá là dài, chắc mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Anh em thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.